Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, mẹ làng sen, người mẹ Việt Nam đã cho đời người con quang vinh. Mẹ làng sen, người mẹ Việt Nam đã cho đời người anh hùng Hồ Chí Minh. Mỗi khi giai điệu của bài hát Người mẹ làng sen ca ngợi bà Hoàng Thị Loan, mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại được ngân lên, ai nấy đều bồi hồi xúc động. Do cuộc sống vất vả nên sau khi sinh, bà lâm bệnh nặng lại không có người chăm sóc. Bà đã qua đời ở tuổi 33 vào ngày 10 tháng 2 năm 1901, tức ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý. Mới đây, người dân đã bất ngờ phát hiện những bí mật gây sốc về nơi yên nghỉ của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không ai có thể ngờ rằng bà Hoàng Thị Loan lại được chôn cất tại vùng đất linh thiêng như thế này. Vậy rốt cuộc, ngôi mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện đang nằm ở đâu? Còn những bí mật tâm linh nào về nơi yên nghỉ của bà mà chưa được tiết lộ? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây. Bà Hoàng Thị Loan sinh năm 1868, mất năm 1901, sinh ra tại làng Hoàng Trù, xã Trung Cự, Tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Truyền thống của gia đình nho học yêu nước, thương dân cùng những văn hóa cao đẹp của quê hương xứ Nghệ đã ảnh hưởng sâu sắc tới bà, hình thành trong bà những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Vượt lên những quan niệm cổ hủ của xã hội về việc kết hôn phải môn đăng hộ đối, trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi, được sự động viên, ủng hộ của gia đình, bà Hoàng Thị Loan đã mạnh dạn đem lòng yêu thương và kết duyên cùng cậu Nguyễn Sình Sắc, người mồ côi cả cha lẫn mẹ và được gia đình mình đưa về nuôi cho ăn học trong nhà đã mấy năm nay. Ngày cưới của Nguyễn Sình Sắc và Hoàng Thị Loan được tổ chức vào mùa sen nở năm Quý Mùi 1883. Cuối năm 1900, trong lúc ông Nguyễn Sình Sắc được cử đi làm để lại trường thi hương ở Thanh Hóa, bà Loan sinh người con thứ tư, đặt tên là Nguyễn Sình Xin. Do cuộc sống vất vả nên sau khi sinh, bà lâm bệnh nặng, lại không có người chăm sóc. Bà đã qua đời ở tuổi 33 vào ngày 10 tháng 2 năm 1901, tức 22 tháng Chạp năm Canh Tý. Tuy hải cốt đã cải táng, nhưng mộ phần của bà suốt 20 năm nằm trên mảnh đất linh thiêng. Linh hồn và máu thịt của bà đã hòa quyện, thấm sâu vào mảnh đất này. Mới đây, nhiều người vô cùng sửng sốt khi phát hiện mộ phần của bà được chôn cất tại mảnh đất linh thiêng mà không ai dám đặt chân lại gần. Thậm chí, họ còn truyền tai nhau câu chuyện về hiện tượng lạ xuất hiện trên ngôi mộ thần mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, khiến ai nấy đều hoảng sợ. Vậy rốt cuộc, ngôi mộ của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh đang nằm ở đâu? Còn những bí ẩn nào về nơi yên nghỉ của bà mà chưa được tiết lộ? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Bà Hoàng Thị Loan là người mẹ Việt Nam tiêu biểu có công nuôi dạy nên những người con yêu nước. Trong đó có cậu bé Nguyễn Sinh Cung, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vượt lên những quan niệm cổ hủ của xã hội về việc kết hôn phải môn đăng hộ đối, trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi, được sự động viên, ủng hộ của gia đình, bà Hoàng Thị Loan đã mạnh dạn đem lòng yêu thương và kết duyên cùng cậu Nguyễn Sình Sắc, người mồ côi cả cha lẫn mẹ và được gia đình mình đưa về nuôi cho ăn học trong nhà đã mấy năm nay. Ngày cưới của Nguyễn Sình Sắc và Hoàng Thị Loan được tổ chức vào mùa sen nở năm Quý Mùi 1883. Tình yêu, sự đảm đang, tháo vát và hy sinh thầm lặng cho gia đình của bà Hoàng Thị Loan là nguồn động viên lớn lao, là cơ sở vững chắc trên con đường sự nghiệp của ông. Những tháng ngày vất vả, gian nan trên con đường cử nghiệp của ông Nguyễn Sinh Sắc đều có dấu ấn của người vợ hiền thảo, đảm đang. Bà đã luôn sát cánh bên ông, kiên trì động viên chồng dùi mài kinh sử để đi tới thành công trong cuộc đời thi cử của mình. Ngôi nhà tranh ba gian ghi đậm dấu ấn những tháng ngày vất vả nhưng đầm ấm hạnh phúc của gia đình bà. Ngày ngày, chồng miệt mài kinh sử, thiếp canh cười đưa thoi. Để chồng yên tâm học hành, bà Loan không quản ngại khó khăn vất vả, một nắng hai sương lao động ngoài đồng ruộng, đến bữa về lo cơm nước cho chồng, cho con. Tối đến, ngồi trên khung cửi, vừa diệt vải, vừa đưa võng xu con ngủ. Nhiều đêm thức tới khuya để động viên chồng ôn luyện văn chương, đỡ phần hiu quạnh. Bà không những chỉ tạo ra cơ sở vật chất đơn thuần mà bà còn là người nối chí, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chồng.
con người bà đã hội tụ đủ bốn đức tính của người phụ nữ truyền thống: công, sung, ngôn, hạnh. Năm 1895, ông sắc đủ tiêu chuẩn vào làm giám sinh trong Quốc Tử Giám để tu luyện văn chương, chờ kỳ thi hội tới. Với mong muốn chồng tiếp tục học hành, đậu đạt cao hơn, bà đã gửi con gái đầu lòng mới 11 tuổi ở lại với mẹ già, rồi đưa hai con trai là Nguyễn Sinh Khiêm 7 tuổi và Nguyễn Sinh Cung 5 tuổi gồng gánh theo chồng vào Huế để nuôi chồng, nuôi con, tạo điều kiện vật chất và tình cảm để chồng yên tâm học tập ở trường Quốc Tử Giám. Tình yêu, trách nhiệm với gia đình đã giúp bà vượt qua những khó khăn bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đặt chân đến nơi đất khách quê người, tiếp thêm sức mạnh cho bà làm tròn vai trò của người vợ, người mẹ. Hình ảnh người vợ chân đi dép mo cau, vai quẩy đôi gánh, một bên là con nhỏ, một bên là cả gia tài mang theo, vượt qua bao suối, bao đèo, giữa những cơn mưa rào, giữa những ngày nắng gắt trên đường vào kinh đô Huế, không bao giờ phai mờ trong tâm trí của ông Nguyễn Sinh Sắc. Nếu ảnh hưởng của ông Nguyễn Sinh Sắc đối với các con là nền bác học với một nhân cách yêu nước, thương nòi, mang đậm tính nhân văn, thì ảnh hưởng từ người mẹ là nền văn hóa dân gian mang đậm truyền thống dân tộc và những phẩm chất của tầng lớp lao động bình dân in đậm trong tình mẫu tử. Bà đã nêu một tấm gương trong sáng về nhân cách đạo đức cho con cái học tập. Ở đâu, bà cũng thể hiện một lối sống vui vẻ, vô tư, có nghĩa, có tình, được mọi người hết sức yêu mến và quý trọng. Với tấm lòng nhân hậu và mẫn cảm của người mẹ, bà đã vun trồng, uốn nắn, dạy dỗ con cái những bài học đầu tiên về cách sống, về đạo lý làm người. Vì vậy, ngay từ thuở ấu thơ, các con của bà đã biết nói những điều hay, làm những việc tốt, biết kính trọng người trên, biết sống chan hòa với bạn bè, giàu lòng vị tha nhân ái, biết nhường nhịn mọi người. Là một người có biết ít nhiều chữ thánh hiền, bà Hoàng Thị Loan đã dành nhiều tâm sức để truyền thụ cho con những hiểu biết ban đầu về thế giới tự nhiên và xã hội. Tất cả những câu hỏi ngây thơ, ngộ nghĩnh của con đều được bà tìm cách trả lời rõ ràng, cặn kẽ, dễ hiểu, như câu chuyện về hoa dâm bụt. Một hôm, em bác dựng một màn tuồng trong vở tuồng Tiết Cương Phá Thiết Khâu Phần của quan thượng thư Đào Tấn. Đám học trò này dùng mủ cây ruối, dán cánh hoa dâm bụt lên má, trán, rốn, cằm, hóa trang vai tướng trung, mặt đỏ, dùng mực nho vẽ mặt vai nịnh thần, vai ác. Diễn xong, anh em bác bị ngứa, gãi sưng tấy cả da mặt. Mẹ bác bắt hai anh em bác nằm vào giường để ăn roi. Mẹ phạt thì em bác thưa: "Mẹ ơi, con được mẹ cho cầm hoa dâm bụt chơi. Mẹ nói hoa này hiền như bụt, hoa lòng mẹ thì con mới dám dán hoa lên mặt." Nào ngờ, mẹ bác phì cười: "Hoa dâm bụt hiền, nhưng nhựa cây ruối nó giữ, các con nhớ chưa?" Mẹ bác bỏ roi xuống. Là một người mẹ cần cù, chăm chỉ, bà đã dạy cho các con biết yêu lao động, biết làm những công việc phù hợp với sức lực và lứa tuổi của mình một cách mê say, chịu khó và sáng tạo, tự lập trong cuộc sống. Chính nhờ vậy mà sau này, khi các con của bà phải sống xa bố mẹ, xa gia đình, xa quê hương, vẫn giữ được tình yêu lao động, tự lập, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Tinh hoa của văn hóa xứ Nghệ đã được thổi vào tâm hồn cậu bé Nguyễn Sinh Cung từ thuở thiếu thời qua lời ru của mẹ. Những lời ru, tiếng hát ngọt ngào, tràn chứa tình cảm và giá trị nhân văn sâu sắc của mẹ đã góp phần quan trọng hình thành nhân cách Hồ Chí Minh. Những giá trị văn hóa ấy đã theo người trong suốt cả cuộc đời. Năm 1928, khi hoạt động yêu nước ở Thái Lan, một đêm khuya nghe tiếng chị Việt Kiều hát ru con ngủ, người đã thổn thức mà không ngủ được, sáng mai kể lại bằng một vần thơ. Xa nhà chốc mấy mươi niên, đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con. Kể cả trước lúc đi xa, người vẫn luôn khao khát được nghe làn điệu dân ca, điệu ví quê nhà. Trong sinh hoạt hàng ngày, bà sống rất giản dị, tiết kiệm, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Bà tập cho con làm những điều tốt và thực tế đã trở thành nếp sống quen thuộc hàng ngày của con. Nếp sống giản dị, tiết kiệm nhưng thật thanh tao đó của bà đã được phản ánh rõ ràng trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi cậu bé Nguyễn Sinh Cung mới 10 tuổi, bà Loan bị ốm, phải nằm trên giường bệnh vì lao động quá sức, đời sống lại ngặt nghèo, thiếu thốn, sức khỏe suy giảm sau khi sinh người con trai út. Bà qua đời vào ngày 10 tháng 2 năm 1901,
tức ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý, khi mới 33 tuổi. 33 năm tuy ngắn ngủi, nhưng bà đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình, đóng góp quan trọng vào những thành công của chồng, của con. Cuối năm 1900, trong lúc ông Nguyễn Sinh Sắc được cử đi làm đề lại trường Thi Hương ở Thanh Hóa, bà Loan sinh người con thứ tư, đặt tên là Nguyễn Sinh Xin. Do cuộc sống vất vả, nên sau khi sinh, bà lâm bệnh nặng, lại không có người chăm sóc, bà đã qua đời ở tuổi 33 vào ngày 10 tháng 2 năm 1901, tức ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý. Năm 1922, hải cốt của bà được người con gái cả Nguyễn Thị Thanh đưa về an táng tại vườn nhà ở Làng Sen, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Cuối năm 1941, sau khi ra khỏi nhà tù của thực dân Pháp, ông Nguyễn Sinh Khiêm đã đi khắp quê hương Nam Đàn tìm nơi có phong cảnh đẹp để cải táng hài cốt của mẹ và lựa chọn được một vị trí ở núi Động Tranh trong dãy Đại Huệ, thuộc làng Hữu Biệt, nay là xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Vì nhiều lý do, ông Khiêm đã cho đào 9 huyệt mộ trên núi Động Tranh rồi đặt thi hài của mẹ mình ở đó một cách bí mật. Tháng 11 năm 1946, sau khi gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội, ông Nguyễn Sinh Khiêm mới chỉ cho bà con trong họ biết chính xác vị trí ngôi mộ của bà Hoàng Thị Loan. Từ đỉnh núi nơi cất mộ bà Hoàng Thị Loan nhìn ra về hướng Tây Nam, xa xa là dãy núi Thiền Nhẫn, kế bên là làng Kim Liên quê nội, làng chùa quê ngoại của Bác Hồ với núi Trung còn in dấu tuổi ấu thơ của Bác. Xa hơn nữa là dòng sông Lam chảy như sợi chỉ trắng vắt ngang trời, in vào đáy nước một vùng đất địa linh nhân kiệt với những tên tuổi Phan Đình Phùng, Phan Bộ Châu và thế hệ sau này là Trần Phú, Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều tên tuổi nhà cách mạng tiền bối khác. Từ chân núi Động Tranh đi theo lối lên là phần mộ bà Hoàng Thị Loan nằm ở bên trái, cùng phía này còn có mộ bà Hà Thị Hy, bà nội của Bác Hồ cũng mới được tu bổ. Để chọn tình chọn nghĩa với bà Hoàng Thị Loan, người mẹ kính yêu đã có công sinh thành và dưỡng dục Chủ tịch Hồ Chí Minh thuở thiếu thời. Ngày 6 tháng 7 năm 1983, Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ra nghị quyết số 03 NQTU quyết định xây dựng khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Ngày 19 tháng 5 năm 1984, Đảng bộ và quân dân Nghệ Tĩnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã làm lễ khởi công xây dựng lại ngôi mộ. Hài cốt bà được giữ nguyên tại chỗ. Ngôi mộ có hình chữ nhật dài 2,5m, rộng 1,4m, cao 1,5m. Nhìn tổng quát, ngôi mộ có hình một khung cửi khổng lồ. Quanh mộ được ốp bằng những phiến đá hoa cương Liên Xô cũ do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng và những phiến đá cẩm thạch của núi đá Quỷ Hợp do Nghệ Tĩnh sản xuất. Nóc mộ được phủ lên những hòn đá tự nhiên của núi Đại Huệ. Phía trên có dàn bê tông che chắn được phủ đầy hoa giấy, được mang về trồng từ khu lăng mộ của Nguyễn Sinh Sắc tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, được cách điệu tượng trưng cho chiếc khung diệt vải của bà Hoàng Thị Loan. Từ chân núi Động Tranh, lối lên phần mộ bà nằm ở bên trái dài 500m, có 269 bậc. Con số 69 là năm Bác Hồ mất, 1969. Lối xuống bên phải phần mộ cũng dài 500m, có 242 bậc. Con số 42 là năm cậu Khiêm đưa hải cốt mẹ về đây, 1942. Trước phần mộ xuống sân bia, 33 bậc, con số 33 là tuổi đời của bà. Đường đi lên và đường đi xuống được làm thành nhiều bậc đá khác nhau, giống như hai dải lụa đào xõa xuống từ khung cửi. Phía dưới mộ có tấm bia bằng đá đen núi Nhồi, Thanh Hóa, ghi tiểu sử và công lao của bà. Khu mộ bà Hoàng Thị Loan được đầu tư xây dựng thành một khu tưởng niệm rộng lớn, liên kết với khu di tích Kim Liên, khu lăng mộ Mai Hắc Đế, tạo thành một quần thể di tích lịch sử. Từ ngày khánh thành đến nay, đã có hàng chục triệu lượt du khách trong và ngoài nước về đây thăm viếng, tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn bà. Tháng 8 năm 2004, dự án bảo tồn, tôn tạo khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thần mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được phê duyệt. Dự án gồm nhiều hạng mục, sân chuẩn bị hành lễ, mộ và mái che mộ bà Hoàng Thị Loan, cụm hai bia dẫn tích, chỉnh trang mộ bà Hà Thị Hy, bà nội của Bác Hồ. Qua nhiều lần chọn lựa, lấy ý kiến góp ý của nhân dân, năm 2008, thiết kế khu mộ chính thức được quyết định. Ngày 21 tháng 7 năm 2010, công trình được khởi công thực hiện. Tới nay,
dự án bảo tồn tôn tạo đã hoàn tất. Năm 1922, cô Nguyễn Thị Thanh, chị gái của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thời gian bị quản thúc tại Huế đã rời hài cốt của mẹ về an táng ở quê nhà Nghệ An. Tuy hài cốt đã cải táng nhưng mộ phần của bà suốt 20 năm nằm trên đất Huế, linh hồn và máu thịt của bà đã hòa quyện, thấm sâu vào mảnh đất này. Để tưởng nhớ công lao của người mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện nét đẹp văn hóa uống nước nhớ nguồn, là đạo lý muôn đời, là bản chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, năm 1990, kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế đã tiến hành xây dựng nhà bia tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan tại vị trí an táng bà trước đây.